Xin chào mọi người. Thì hôm nay thì mình sẽ đi vào vườn vú sữa. Hiện tại thì vườn vú sữa này là đang trong cái giai đoạn là bao trái. Đây là cái vườn của ông Bùi Tấn, chủ vườn nè. Chủ vườn này rất là vinh hạnh được tiếp đón những sinh gia tại thành phố Hồ Chí Minh xuống bao vú sữa. Tưởng giáo sư tiến sĩ. Đây là một cái bao dùng để bao trái vú sữa, để bảo quản cho trái vú sữa nó được trong suốt quá trình sinh trưởng, nó sẽ không bị sâu bệnh tấn công. Trong cái bao này thì rất là dễ để làm, mọi người đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Một cái bọc ni lông, một cái miếng mút với một cái cọng thun buộc sẵn trên đầu như thế này. Với cái cọng thun này thì để giữ cho cái trái nó sẽ cố định trên cái trái để cho cái bao này không rớt ra ngoài. Ở đây thì mình có một cái trái vú sữa. Trái vú sữa này theo dự kiến là Tết này là sẽ có trái chín, cho nên là bây giờ mình sẽ bao cái trái này để dành Tết mình sẽ bắt đầu mình hái. Để bao thì mình sẽ mở cái bọc này ra, cho cái trái vào và vuốt lên phía cao chút cho cái cọng dây thun này nó phủ lên trên cái cuốn. Đây, vậy là xong. Thì trong cái trái bao xong như thế này thì cái phần trái nó nằm ở phía dưới này. Khi trái mà nó lớn thì nó sẽ phình cái bọc ở này, nó sẽ phân bự ra. Và khi mình mua ở ngoài chợ thì mình sẽ thấy là còn, nếu mà còn cái trái nguyên gốc á, thì nó sẽ có cái bọc bao như thế này, mình sẽ dễ dàng phát hiện được là trái này đã được bao từ cái lúc nhỏ, bởi vì là nó sẽ bị cái lớp này nó sẽ bị phai màu, nó bị nhạt đi, nó bị đổi màu á mà. Đây là một trái mình bao được xong rồi. Bây giờ mình sẽ bao tiếp một cái trái nữa. Cái bên này cũng có một trái, và cái này cũng dự kiến là cũng sẽ chín vào cùng một đợt Tết nè. Bắt đầu mình sẽ mở một cái bọc ra, cho cái trái vào. Rồi, buông ra. Rất nhanh, rất gọn, rất tiện lợi. Nhưng mà cái cách làm như thế này để bảo quản được cái trái nó được tốt trong suốt quá trình lớn của nó. Ngày anh làm được mấy trái anh? Hiện tại thì nãy giờ mới được 2 trái rồi, đang kiếm trái thứ 3. Được không? Có được không? Dạ được. Chắc vài bữa về đây bao luôn quá, mấy người mấy ông chú thất nghiệp quá. Thì mấy giá thấp chứ còn đi thang sao được. Đi thang không được. Đi thang hả? Thang thì thua rồi. Đây còn đây một trái nữa nè. Bao cái này luôn. Phải cẩn thận ở chỗ là để không thôi là nó sẽ gãy cái trái, hư luôn mất cái trái, bao cái trái rồi hái luôn rồi là xong luôn. Sao giờ? Mình cái bao này mình có đánh dấu để mình biết trái nào giờ mai mốt chín trước chín sau vậy không anh? Mình hình dáng sao hả? Đây có một cái trái bị hư rồi, nó cái này bỏ đi, mình sẽ bao cái trái. Bao cái trái còn lại. Hết rồi, hết trái rồi. Mục đích của cái chuyện mà bao trái này là để cho trái nó được đẹp, không bị sâu bệnh. Đây. Tại ở đây mình đang có mấy anh đang bọc cái cây rồi. Đang bao lúc nó đi tháng 5 tháng 6 nữa, tháng 4 nữa. Còn chiếc luôn hả? Chiếc luôn. Tất cả đều bằng tay hả? Chiếc ở trên bằng cọng dây thun hả anh? Dây thun, cái này bằng dây thun không? Nó sẵn nè. Nó trái cây vú sữa chùm vô cái là ủa rồi thun nó không đứt hả? Đâu đó nó đâu đứt, nó siết vô không à. Nó phì khúc dưới không à. Em sợ thun này nó cũng lâu hả? Tới lúc mình hái là nó vẫn còn thun gì? Còn luôn. Vú sữa này khoảng khi nào chín hả? Tới 6 tháng. Cái này hàng Tết. Hàng này là đang là Tết đấy hả? Sữa nè, đây là vú sữa nè, đây vú nè, cái sữa nè. Bóp mà ăn trải nghiệm không tí. Còn nhỏ thì kêu vú sữa. Còn lớn. Vú ấy gọi là vú chưa có sữa. Vú là vú tơ. Vú tơ chứ hả? Vú già nè. Vú già nữa hả? Mà chết. Vú già bớt ra là có sữa đó. Vú già bớt ra có sữa. Kỳ ha, uống sữa rồi, phần tơ rồi ăn được kỳ quá. Coi ăn được, ăn cái này nuốt vô là mất ẩu luôn. mà ăn vô là dính răng luôn, đâu có sữa đâu. Tuyển Nguyễn lên làm trái này nọ coi. Làm đâu có mấy anh đều làm rồi, làm thử coi. Đằng kia có trái chưa? Khi cần ăn vuốt sữa cứ liên hệ. Trời ơi, cần ăn vuốt sữa cứ liên hệ tới khoa và Tuấn. Bao trái bự đi. Bự nè, bao không vừa quá. Trái này tao bự để vài bữa ăn đi. Đó, nó giãn cái bao ra giờ mấy chín. Đó cái trái bự nè, bao luôn đi. Trái bự không vừa. Không vừa giãn ra hết mà. Kéo ra cái bự nhỏ thì phải bao hết chứ. Trái bành khi gì bao luôn hả? Bao hết trơn như vậy. Chín nó rụng rồi sao? Đâu rượu ấy nữa mình coi cái xà tới đợt nó mình coi cái bông này nó giãn ra giờ nó có màu vàng là nó trong dính. Thấy mấy ông bao sồi mấy ông đánh dấu trái à? Đánh dấu trái là sồi nó khác. À. Bao đó không thấy. À. Bao đó là đứng dấu trước dấu sau. Nó phải đánh dấu. Còn dưới sữa này đánh dấu rồi không? Chắc không phải chẳng à. Trái quá trời trái mà. Sau khi bao ba trái thì đã mệt mỏi rồi. Rồi nghỉ mệt. Quay với bèo coi. Xong bèo rồi. Đi qua bên vườn đó để đi thử qua cái cầu người ta đi lọt không. Nó lọt đi được không? Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cầu khỉ để quay vườn. Đi bao luôn hả? Đi bao luôn. Bao lú vú sữa. Tỏi gì hết hả? Thì nói cho anh mà. Để đi cầu khỉ ở đây có một cái cây. Có một cái cây mình phải dịnh cái cây này mình đi thôi lọt xuống đây chết đâu mà. Dịnh vô cái cây đi nè cầu. Đây là bao được hả? Được không? Rồi qua xong thì mình để cây đây chút mình có cây mình trống mình đi chơi gì à? Mình mới thấy cái khu vườn nó đẹp luôn hết. Tại vì có thời gian thoải mái mình có thể ngồi trên những cái thân cây trái này nó bự quá, cái bóng mát giữa buổi trưa. Và cảm này cảm nhận được cái xanh tươi của khu vườn và trải nghiệm được cái bao đồ được. Đi trên bao rồi. Hấp dẫn quá. Dễ ha. Sao anh không bao cốc lên Tấn? Chắc tao thầy. Qua làm em thấy ăn cốc mà em thấy chuột. Tao phải thuê mày mới tới. Thời kỳ công nghệ mới cho nên là khi mà hỏi có đôi khi mới trả lời. Thì xin hỏi Khoa là khi bao trái vú sữa là Khoa phái bao vú sữa là trái nhỏ hay là trái bự? Trái nào cứ tới tuổi tới lứa bao được là bao. À, tức là vừa tay bao là mình cứ bao thôi phải không? Vừa tay bao cứ bao. Mình chắc mình hơi ngại ngùng. Nếu nhỏ quá thì mình cũng được phá vào thử phải không? Phá vào thử rồi. Phá thử rồi đổ ra trong miếng. Tức là không cần cái bao đem lên không, mình đã chết nguyên cái bao đi rồi. Đó. Dạ rồi con cảm ơn. Đổ nửa bao cho nó bao tới chịu luôn. Đây, góc hết trơn đây. Rồi. Đúng không dạ? Bây giờ tới nông dân này nữa nè, nông dân này thì có cần phải quay phim mới bao mới làm không? À nông dân này không thấy quay phim mới ra làm nè. Ngược nắng nè, cao nè, bao phải nhón rồi lên thì mới bao được cái trái vú sữa này. Đó, trời ở đây rất là thích thú với một khu vườn. Nằm xuống đi Tứ, em nằm xuống anh chụp hình rồi quay nó lăn lê bò trường đẹp lắm. Áo này có 200 mấy thôi. Bán kìa lên cây thang thôi. Ổng ngủ rồi đẳng kìa. Ổng ngủ rồi đẳng kìa dễ kìa. Còn che bỏ trái này rồi xong, đây không? Đây. Rồi, có hai trái mà cũng hai bao nữa hả? Rồi lên lượt. Ôi trời trái này bự quá ta vô thêm vậy. Bự quá, cái bao này nhỏ quá. Cái bao phải làm cho nó thoải mái chút ha. Không thoải mái rồi. Cảm giác của anh sau khi anh bao xong anh thấy sao anh? Thấy trái vú sữa bự quá. Cảm giác của anh sau khi anh bao xong thấy sao anh? Đề nghị cái này làm rồi có nhiều cỡ. Cái này là cái gì vậy? Cái bao phải có nhiều cỡ. Hả? Này này. Dây thang hả? Rồi có thang cao dữ vậy đó hả? Không bao chuối luôn hả vậy? Cho bằng như chuối. À cái đó là cái này nãy giờ thợ nghiệp dư, con này thợ chuyên nghiệp nè. Đó là đứng dưới đất rồi bao. Đó, thợ chuyên nghiệp nè, thợ chuyên nghiệp leo trên cây em bao nè. Ô, ớt hiểm nè. Đó luôn hả? Qua ớt bự này ớt nhỏ. Kìa than dữ vậy. Nó không nói đi xài mà mấy chục mét ổng lên bình thường. Thì đúng rồi, bao xài nó mới mệt á, mới cực. Cái sữa nhỏ nhỏ vậy. Hết rồi ha. Hết bao hả? Xong, chúng ta một ngày chỉ công sức bao được có bao nhiêu đó thôi. Cho em